Sâu răng là một bệnh lý phổ biến, có đến 90% dân số trên thế giới mắc phải. Nếu không điều trị kịp thời, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh sâu răng có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Mỗi một mức độ bệnh sẽ có dấu hiệu và cách điều trị riêng biệt. Cụ thể, sâu răng bao gồm 3 mức độ. Sâu răng mức độ 1, xuất hiện những đốm đen trên thân răng và bề mặt răng. Tuy nhiên, người bệnh vẫn chưa thấy đau nhức nên thường chủ quan và không thực hiện điều trị. Cách xử lý sâu răng ở giai đoạn này khá đơn giản. Bạn nên thường xuyên vệ sinh răng miệng kỹ lưỡng và tốt nhất nên đến nha khoa lấy bôi răng định kỳ 6 tháng một lần để ngăn ngừa sâu răng phát triển và lan rộng. Sâu răng mức độ 2 là tình trạng ngà răng bắt đầu bị phá hủy, sâu răng ăn sâu bên trong miệng răng. Người bệnh bắt đầu có cảm giác đau nhức hay buốt răng khi tiếp xúc với các thực phẩm nóng lạnh. Để khắc phục tình trạng sâu răng mức độ 2 sẽ áp dụng phương pháp hàn cắm răng. Bác sĩ sẽ cạo sạch vết sâu răng, sau đó dùng vật liệu chuyên dụng để lắp lại vết sâu. Sâu răng mức độ 3, vi khuẩn sẽ ăn sâu vào vị trí đáy chân răng, hình thành ổ viêm nhiễm và gây ra tình trạng viêm tủy răng. Nếu không được điều trị sẽ làm tăng nguy cơ áp xe răng, sâu răng hàm nặng, thậm chí là mất răng, nhiễm trùng máu. Nếu không thể áp dụng các phương pháp hàn cắm răng ở mức độ này, bạn sẽ được chỉ định điều trị tủy, hút ống tủy và bọc răng sứ để bảo vệ chân răng. Trường hợp quá nặng, không thể thực hiện lấy tủy răng bọc sứ, buộc phải nhổ bỏ răng sâu để tránh nhiễm trùng lan rộng và thực hiện một phương pháp trồng răng giả để khôi phục lại chức năng ăn nhai và thẩm mỹ của răng. Với các mức độ sâu răng vừa kể trên, để tránh bệnh ngày càng nặng hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, bạn nên tìm cho mình một địa chỉ nha khoa uy tín để tiến hành điều trị ngay từ khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh sâu răng. Liên hệ nha khoa trồng răng Sài Gòn, hotline 0986 43 8286 để được hỗ trợ thăm khám, tư vấn và điều trị sâu răng an toàn, hiệu quả.